Chào mọi người nha, hôm nay tôi đã An Gia giới thiệu các bạn một cái thế con máy hút ẩm Mitsubishi nhé, MZ 100R. Hôm nay thì hoạt động phải nói là gì nhỉ? Mình nói là nó rất đơn giản rồi nhé. Tính năng hút tự động này, hút nhanh hút chậm là sấy luôn này, hút chống ngưng tụ này, là không khí và hẹn giờ, rất đơn giản. Công suất hút thì là 10 lít trên ngày, dùng cho phòng 40m² đổ lại. Con này có một cái ưu điểm rất lớn là mình cái bình nước này, mọi người nhìn nhá, bình nước nó rất là lớn đấy, bình nước rất là lớn nên là cái ưu điểm của này là đỡ phải đổ nước. Công suất 10 lít thôi nhưng mà bình nước lại to bằng con 18 lít cơ đấy. Còn chạy thì Mitsu nó vẫn là cái gì đấy, nó là xịn sò và về lốc chạy rất là êm luôn. Mà con này mình thực ra là mình rất thích cái dòng đơn giản như này, vì cũng có nhiều người rất thích cái dòng đơn giản như này, vì cái dòng đơn giản như này thì nó có một ưu điểm rất dễ cho người lớn tuổi này. Và những người thích đơn giản, không thích điều khiển nhiều thì sẽ bật rất là đơn giản và sử dụng rất là nhanh. Đấy. Thì hiện tại bên cửa hàng mình đang có một con như này mọi người nhé. Có ai có nhu cầu thì liên hệ mình. Đấy, rất là đơn luôn.